chỉ thích cởi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ, chém cá kình giữa biển khơi, chứ quyết không cúi đầu để làm tỳ thiếp cho người. Hay, hay. Lê Minh tôi xin kính chào chủ tướng. Kìa Lê Huynh, sao bỗng dưng Lê Huynh lại thay đổi cách xưng hô, làm cho Trinh tôi vô cùng sửng sốt. Dạ thưa Lê Huynh, từ thuở ấu thơ chúng ta đã cùng chung một thầy, chung một đường gom mũi giáo. Lê Huynh vẫn thường quen gọi Trinh này là cô Út, sao bỗng dưng? Chuyện cũ ngày xưa đừng nên nhắc lại, khi lòng tôi đầy uất hận khôn tan. Giờ đây chuyện giang sang xin ký thác ở tay nàng. Thù dân tộc, thù nhà nặng gánh, triệu tiên công nửa đường gãy gánh bỏ, biết mấy công trình ở đất Quân An này. Lê Minh tôi xin vòng tay để cố cùng nhân dân ra sức dẹp xâm lần. Hãy tới anh mình và xin nhận cho tôi, sao trước một lời thôi xin đất trời xét soi. Ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thề trước vong linh người chủ tướng anh hùng, bằng tất cả chân thành, bằng máu nóng trong tim. Nhưng mà em không biết vì sao Lê Huynh lại xúc động. Xin sao trước tỏ ngọn nguồn những bi ẩn trong lòng của người anh đầy mến thương. Thưa chủ tướng, đây là lá huyết thư và toàn bộ kế hoạch, xin nhận cho thuộc tướng đã đi. Chỉ trở lại đây khi nào tan bóng gặt thù lời, ta tự mong bạn yêu lòng tôi. Lê Huynh à, Lê Huynh. Lê Huynh, ta mời Lê Huynh hãy ngồi xuống đây. Dạ, dạ không dịch. Lê tướng quân cứ ngồi đi. Dạ thưa chủ tướng. Nếu đã gọi ta là chủ tướng, ta ra lệnh cho tướng quân phải ngồi. Và nhớ, đến khi nào có lệnh của ta thì tướng quân mới được đứng lên nghe rõ. Dân xin tuân lệnh. Lê tướng quân, tướng quân ơi, dân một lại này một lại của quê hương. Đừng chú. Trong lúc khó khăn nguy hiểm gian nan mới rõ giả anh hùng, ngẩng đầu không thẹn với
tôi xin đa tạ. Xin đa tạ trước thâm tình của chủ tướng. Giờ đây xin bái biệt. Bái biệt. Bái biệt. À khoan, Lê tướng quân, Lê tướng quân hãy chờ ta trong chốc lát chứ. Trên ánh thép xin thề trước ngàn vạn sanh linh đứng lên gìn giữ nước này. Đưa cái một người đi đi vào nơi nguy bên mang rượu dời đây. Trong cách nắng ngày cao tay đó, cao cả cứ đồ cao cả cả cơ độ, cao cả non sông nuôi niềm vinh hạnh trong tay dùng tướng miền lân lân ta nghe hồn tiếng gọi núi sông kêu tinh vàng lẻ đăng trình mang sư mang người cài qua soi là đời trong ngày vinh quang chiến công mang về, mang sự mạnh vì dân ta dấy thân ngàn hiểm nguy coi thường. Nơi đây bao kẻ tân tuyên đứng ngài chờ trong ngày vinh quang chiến công mang về. Một lần nữa ta khai lòng tâm họ dòng ở Lê Quỳnh. Thưa chủ tướng, đã được sự ủy nhiệm của chủ tướng thì cho dùng dạng tự nhất sinh. Thưa chủ tướng, Lê Minh tôi xin thề bằng danh dự. Tích tháo liệu quân chờ ngài quật khởi, đánh đuổi xâm lâm ta lấy lại cơ đồ. Phút lên đi đường nghe gạo rực cả tâm trăng, tôi sẽ cắt đầu thù ném về tế trước linh hồn Minh Chủ. Đi đi anh ta hẹn ngày tao ngộ, đi nước non ngày sạch bóng sầm lăng. Xin tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Yeah.
mà hồi khoan tuôn dài cho ta vẹn lời hứa hẹn bùi chia tay. Kìa phất phới lá cờ bay, thấy xác giặc ngổ ngang, ta nở một nụ cười mang nguyên. Lê Minh giờ đây còn một điều sau hết là phải cố gắng quay về cho được, và đã đến trước một phần người chủ tướng anh hùng mà ta hứa buổi ra mang đầu thù về tế vong linh cho người hạ giả châu kinh sông, rồi gửi xác thân này nơi đất mẹ thân yêu. Sư mạng và người đã ra đi mãi mãi, chúng ta hãy kéo quân đi đánh một trận cuối cùng để giành lại giang sơn gấm vóc của tổ tiên ta.